tiên đề số 1 đề minh họa năm 2015. Thầy up PDF cả quyển để các em in này. Được chưa? Up PDF cả quyển luôn, full cả quyển luôn. Nào mình có nào. Câu số 1 ở trạng thái cơ bản cấu hình E lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là, thế mình chú ý này, câu số 1 này. Thì 3s2 mình sẽ có là 1s2 2s2 2p6 3s2. Vậy số E2 cộng 2 cộng 6 là 10, cộng 2 là 12. Vậy số hiệu nguyên tử thì chính bằng số electron. Vậy là bằng 12. Đáp án đúng của mình là đáp án A. Ok chưa? Mình sang tiếp nha. Câu số 2 này. Câu số 2 là câu cân bằng công trình nhanh. Cả lớp để ý nhé. Đúng rồi, chính xác cả Quảng Hạo. Cả lớp để ý này. Fe này cộng H2SO4 này để tạo thành Fe2 này, SO4 3 lần này cộng SO2. Minh Anh được tặng sách rồi, sướng chưa? Ngước này. Sắt 0 lên sắt dương 3. 0 trừ 3 bằng 3 nhân 2 bằng 6. Vậy là 6E. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. 6 trừ 4 bằng 2 là 2. 6 chia 2 thì bằng 3 chia 1. Vất 1 này, vất 3 này. 1 nhân 2 thì bằng 2. Đến lưu huỳnh 3 cộng với 3 là 6. Vậy mình có này, A chia B bằng 2 chia 6 thì chính bằng 1 chia 3. Chính xác, chi ca hi. Đúng. Chi ca hi, nhớ làm hết quyển này nhá. Xong rồi làm thêm những cái bộ đề của thầy nữa là ổn. Được chưa? Có thể nghỉ luôn lớp off rồi. Bây giờ học như này là nghỉ luôn lớp off nhá. Không cần phải mất phí tiền lãng phí, được chưa? Các em có thể bảo tất cả các bạn học giỏi ở bên thầy thì như vậy là không cần phải mất tiền quá lãng phí. Các em chỉ cần đăng ký cái khóa này thôi, xong rồi nằm ở nhà xem thầy luyện đề. Bây giờ thì luyện đề tối thứ hai và tối thứ sáu, sắp tới thì tăng thêm buổi sáng chủ nhật nữa là ok nhá. Bảo tất cả các bạn ở lớp đều vậy, như vậy cho nó tiết kiệm tiền, chứ không như vậy thầy không thích cái kiểu làm ăn như vậy. Câu số 3, cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. Cái chỗ này thì thầy đã dặn rất nhiều, phát biểu là sau đây sai khi nói về điều chế HNO3. Các em nhớ về một điều nhé, là không ai bao giờ đi so sánh HNO3 và H2O4. Thấy chưa? HNO3 và H2O4 không ai bao giờ đi so sánh cả. HNO3 là axit yếu, H2O4 nên bị đẩy khỏi mối là sai. Cái này nhận định hoàn toàn sai và đề vào ở đây là nhận định sai. Bởi vì này, HNO3 sinh ra dưới dạng hơi. Được chưa? Nên cần làm lạnh ngưng tụ, cái này chính xác. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn, chính xác. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp 83 độ C nên dễ bị bay hơi khi đun nóng, chính xác. Vậy sai là A. Được chưa? Chỉ không. Câu số 4. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Halogen thì gồm có gì? Fluor, chlor, brom, iốt, cao quang hảo, đúng chính xác. Vậy là gì? Trong này chữ môn Anh, chlor. Đáp án đúng mình là đáp án A. Tiếp nha. Sang câu số 5. Câu số 5. Thành phần chính của phân nặng ure. Ure là NH2 2 lần CO. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Thế còn CaH2P4 2 lần nhé. Thì anh này thành phần chính là thành phần của thằng nào? Anh này là thành phần chính là thành phần của thằng super phosphat kép. Super phosphat. Nhưng mà nó phải là gì? Kép nhé. Được chưa? Còn KCl thì là phân kali. K4 thì không có gì cả. Đúng không? Chỉ là hi tốt. Minh Anh Phạm tốt. Đấy, Minh Anh Phạm có sách là hạnh phúc chưa? Minh Anh Phạm chưa thấy chụp ảnh cùng quyển sách của thầy nhá. Câu số 6. Minh Anh đi bảo với các bạn giúp thầy là khi đăng ký khóa online của thầy bây giờ 400.000 thì được cả cái khóa mất gốc này, được cả khóa luyện đề này và được tặng file PDF sách nhá. Câu số 6, khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X không màu không mùi độc. Không màu không mùi độc. Thế mình lưu chú ý cho thầy là than đá là carbon. Hỗn hợp đốt cháy không khí thu được là hỗn hợp gồm CO2 và CO. CO2 thì không độc, bởi vì CO2 mình vẫn hít thằng ngày đúng không? Chỉ có CO độc thôi. CO làm kết tủa hồng cầu hemoglobin trong máu. Được chưa? Vậy đáp án đúng, đáp án B. Nha, mình sang câu tiếp theo, câu số 7. Câu số 7 bây giờ mới là vấn đề. Câu số 7 bây giờ vấn đề. Hỗn hợp đích gồm, hỗn hợp đích gồm các thằng sao. Được chưa? Thế bây giờ thầy mới hướng dẫn chúng ta làm cái câu số 7 này. Các em hết sức để ý vào câu số 7 nhá. Câu số 7 rất rất nhiều bạn sai ở câu này. Và có rất nhiều bạn A1 của trường chuyên cũng bị sai. Magie là 0,1. Nhôm là 0,04. Kẽm là 0,15.
cho tác dụng dung dịch hắt đầu vào loãng dư. Thu được. Do dư nên chắc chắn magie của mình lên magie dương 2. Nhôm lên nhôm dương 3. Kém lên kém dương 2. Được chưa các em? Thế các em lưu ý này. Thì bài nói khối lượng dung dịch tăng là 13,3 gram, có nghĩa delta M bằng M vào trừ M ra và bằng 13,23. Thế M vào là gì? M vào là bóng kim loại. Mình có 0,1 x 24 cộng 0,04 x 27 cộng 0,15 x 65 thì chính bằng 13,23 trừ M ra bằng 13,23. Vậy suy ra mình tìm được M ra bằng 0. M ra bằng 0 thì có phải chui ra khỏi dung dịch thì có phải là khí không? Tương đương với việc là không có khí sinh ra. Không có khí sinh ra. Kim loại tác dụng NH3 loãng dư mà không có khí sinh ra thì tương đương với việc trong dung dịch chỉ tồn tại muối NH4 NH3. Được chưa? Và chỉ tồn tại muối NH4 NH3, bây giờ mình đi bảo toàn E là xong. Nhá. Bảo toàn E thế nào? Em nhìn này. Magie lên magie dương 2. Vậy thì có biểu thức bảo toàn E nhá. Nhìn kỹ. Bảo toàn E kinh điển nhất ở đây các em phải nhận ra là M kim loại chính bằng M dung dịch tăng, nên là chắc chắn là chỉ có tạo thành muối NH4 NH3 thôi. Còn nó này có magie từ 0 lên magie dương 2. 2 x 0,1. Nhôm 0 lên nhôm dương 3. 3 x 0,04. Kẽm 0 lên kẽm dương 2. 2 x 0,15. Thì bằng nitơ dương 5 về nitơ trừ 3. Đây trừ 3 này. Đây dương 5 này. Mình là bằng 8 nhân số mol của NH4 NO3. Đến đây mình tìm được số mol của NH4 NO3 nhé. Là bằng 0,2 cộng với 0,04 nhân 3 cộng với 0,15 nhân 2 bằng chia 8 bằng 0,0. Suy ra số mol NH4 NO3 bằng 0,0775. Được chưa? Thế nên đây chúng ta có một cái công thức. Có một công thức là số mol HNO3 phản ứng. Do đây là kim loại này, đây là kim loại tác dụng HNO3 nên mình được sử dụng công thức này. Số mol HNO3 phản ứng thì luôn bằng 10 lần số mol NH4 NO3. Vậy là bằng 10 nhân với 0,0775 thì bằng 0,775 mol. Vậy đáp án đúng của mình 0,775 mol. Đáp án đúng mình là đáp án gì? Được chưa? Ra câu tiếp theo nhá, câu số 8. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Các em hiểu bài không nhỉ? Câu 7 này dễ hiểu đúng không? Đấy, mình sang câu số 8 nhá. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Natri cộng nước tạo thành NaOH cộng hiđro, đúng rồi. Canxi cộng HCl tạo thành CaCl2 cộng hiđro, đúng rồi. Sắt đè đồng ra khỏi muối của nó, đúng tiếp. Đồng cộng 24 có sinh được hiđro không? Không, đồng đứng sau hiđro. Làm sao sinh được hiđro? Vậy là sai là gì? Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Các em chú ý nha, thầy sẽ tặng file PDF cho tất cả các bạn đăng ký khóa online và đang học khóa online của thầy. Các em sẽ có file PDF này của cả quyển sách, các em chỉ cần đi in sách thôi. Câu 9, cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau. Dãy gồm các nguyên tố kim loại này. Đấy nhá, cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau này. Dãy gồm nguyên tố kim loại, các em nhìn cái chiêu của thầy nhá. 1 thì là hiđro rồi. 7 x 2 bằng 14. 14 là nguyên tử khối của nitơ. Và anh này 7 là nitơ. Vậy x là hiđro phi kim, y là nitơ phi kim. Vậy cái thằng nào có x, y là loại? A có x, y. B có x, y. D có y. Vậy đáp án đúng đáp án C. Làm nốt nhé. E này, Z bằng 12 này. 12 x 2 bằng 24. 24 là magie. T này, Z bằng 19 này. 19 x 2 thì bằng 38 này. 38 gần bằng 39 này. Kali này. Vậy có đúng magie và kali là kim loại chưa? Đáp án đúng đáp án C. Ok nhé. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 10. Phát biểu nào sau đây là đúng? Ở điều kiện thường các kim loại có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. Sai. Li ti nổi trên bề mặt nước. Li ti nổi trên bề mặt nước nên khối lượng riêng của nó phải nhỏ hơn. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính khử, hoàn toàn chính xác. Kim loại tính chất đặc trưng nó tính khử. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Đấy, thầy chữa khá là chậm để cho các bạn cùng có thể theo dõi nhé. Thầy bảo này, cái đề này ấy, thì thầy chỉ chữa đến lấy điểm 8,75 thôi nhé. Bởi vì đề này có 50 câu. Nếu mà em làm rồi thì em biết là đề này có 50 câu. 50 câu thì thầy chỉ chữa đến 8,75 thôi. Thầy bỏ lại 5 câu nhé. Câu số ý C. Các kim loại đều chỉ có một số xoáy duy nhất trong hợp chất sai. Được chưa?
Ví dụ như là sắt thì có sắt dương 2, có sắt dương 3 thì không thể là chỉ có một số xóa duy nhất trong hợp chất được. D, ở điều kiện thường tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn. Ở điều kiện thường tất cả các kim loại đều trạng thái rắn sai. Thủy ngân trạng thái lỏng. Được chưa? Rồi, phun mệt lắm. Phun nếu mà còn sớm thì phun, nhưng khả năng cao không còn sớm đâu. Giờ 9:30, đề này chất lắm. Đề này chất dã man luôn. Mình có câu tiếp theo nhé, câu số 11 nhé. Em nhìn kỹ câu số 11 này. Câu số 11 là một câu điện phân. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol CuNO3 2 lần. CuNO3 2 lần. 0,2 mol. Cường độ dòng điện 2,68 ampe. Y bằng 2,68 ampe. Thời gian T giờ. T giờ. Học đi Hoàng Lê ạ, à, đừng có kêu bận, bận là không học lại được đâu, thu được dung dịch X nhá. Điện phân trong một thời gian thu được dung dịch X. Thế mình chỉ lưu ý này, CuNO3 2 lần điện phân một thời gian thì thu được cái gì? Mình có này, khi mà điện phân ấy thì ở bên cathode thì có phải là đồng 2 cộng nhận 2 E để tạo thành đồng không? Và bên cathode là thu được đồng. Bên anode NO3 trừ không bị điện phân. Vậy là có H2O điện phân. Được chưa? Trừ đi 4E để thu được oxy cộng với 4H cộng. Vậy điện phân một thời gian đã thu được đồng. Bám vào này, oxy bay đi này, và cộng với một cái dung dịch X. Dung dịch X này có H cộng. Được chưa? Có NO3 trừ. Vậy là dung dịch X chắc chắn có NO3. Và cẩn thận có CuNO3 2 lần dư. Thế để cho dễ dàng thì giả sử thầy đặt, thầy đặt số mol đồng phản ứng là amon. Đồng phản ứng là amon. Được chưa? Thế đây là A này. Anh này là amon này. Anh này là A này. Thì ra số mol E trao đổi là 2A. Vậy bên này là 2A. Suy ra số mol oxy là 2A nhân 1 chia 4 bằng 0,53. Suy ra số mol H cộng bằng 2A. Vậy thì được số mol oxy tạo thành là 0,5A này. Số mol H cộng là 2A này. Số mol CuNO3 2 lần dư là 0,2 trừ đi A bỏ đoàn đồng, 0,2 trừ A. Được chưa? Vậy đây dung dịch X là gồm HNO3 và CuNO3 2 lần nhá. Chú ý tiếp này. Cho 14,4 gam bột sắt. Thế mình tìm được số mol bột sắt. 14,4 chia cho 56 bằng 9,35 mol. Thì thu được khí NO và 13,5 gam chất rắn. Chất rắn. Đấy. Đúng chưa? Thế thì và chắc chắn là có một cái dung dịch nữa. Các em lưu ý. Vậy thì dung dịch này của thầy là gồm thằng nào? Chất rắn 13,5 gam thì khả năng cao là chất rắn này có đồng. Vậy thì trong dung dịch thì thầy không còn đồng nữa. Thầy dự đoán là trong dung dịch thầy chỉ có FeNO3 2 lần. Được chưa? Thế thì bây giờ thầy đi nhìn này. Thầy nhìn này. Vậy chất rắn này của thầy chắc chắn là gồm có đồng và sắt. Thế thì bởi vì có sắt nên đồng phải chú hết ra đây là bằng 0,2 trừ A. Đúng chưa? Thầy chỉ cần tìm số mol sắt dư nữa là xong. Muốn tìm số mol sắt dư thì đi tìm số mol FeNO3 2 lần. Muốn tìm số mol FeNO3 lần thầy còn tận dụng bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Bên này nitơ, tổng số mol nguyên tử nguyên tố nitơ trước phản ứng là bằng 0,4. Nitơ sau thì chui vào NO và chui vào FeNO3 2 lần. Vậy thầy cần tìm được số mol NO là xong. Số mol NO thì tính toán theo H cộng. Các em review với thầy nhá, là một phương trình bảo toàn E nữa. Em quan sát là thầy có là H cộng cộng với lại NO3 trừ cộng 3E để tạo thành NO cộng với H2O. Thầy có số mol H cộng bằng 2A. Cân bằng này, 3 này trừ đi 1 này, đây là 1,1 rồi. Thì còn 2, 2,2 là 4. Số mol NO3 trừ bảo toàn 0,2 trừ A nhân 2 cộng với lại 2A thì bằng 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. Thế này 0,4 chia 1 bằng 0,4. 2A chia cho 4 thì bằng 0,5A. Mình biết thừa 0,5A nhỏ hơn 4. Tại vì là 0,2 trừ A còn lớn hơn 0. Vậy chứng tỏ là 0,5A phải nhỏ hơn 4. Vậy tính theo A. Số mol H cộng sẽ bằng 2A này nhân 1 chia 4
bằng 0,5A. Được chưa? Vậy số MonO của thầy tính theo là 0,5A. Đây là cách làm chậm. Thầy có một cách làm nhanh khác. Và thì lấy số MonH cộng chia 4. Chúng ta có là số MonH cộng thì bằng 4 lần số MonO. Vậy 2 chia 4 là 0,5A luôn. Đến đây nhìn kỹ thầy bảo toàn gốc NO3 trừ 2A nhân 1 cộng 0,2A tất cả nhân 2. Hay khác là bảo toàn gốc NO3 trừ thì không bị thay đổi, thì chính bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,4 trừ đi 0,5A. 0,4 trừ đi 0,5A. Do đây là FN 3 2 lần nên là chia cho 2. Bảo toàn nốt sắt nhé các em nhé. Nhìn kỹ bảo toàn nốt sắt này. 9 phần 35. Và đây sẽ là 9 phần 35 trừ đi 0,4 trừ 0,5A chia 2. Và tổng khối lượng của bọn này thì đề bài cho ta biết bằng 13,5. Vậy đến đây thì được 64 nhân với 0,2 trừ A cộng với 56 nhân với 9 phần 35 trừ đi 0,4 chia 2 thì bằng 0,2 cộng với 0,5 chia cho 2 thì bằng 0,25A. Nhìn rõ chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được A bằng bao nhiêu? Chỗ này là bằng 13,5. Được chưa? Vậy đây mình tìm được A. Bấm máy tính của thầy với. Thế khi cái chỗ biểu thức này xuống dưới để cho chúng ta dễ nhìn nhé. Này, 64 nhân với lại 0,2 này, trừ A này cộng 56 nhân với 9 phần 35 trừ đi 0,2 cộng với 0,25A. Bấm máy tính giúp thầy xem A bằng bao nhiêu. Cả nhà cùng bấm đi. Thầy có máy tính bên cạnh nhưng máy tính thầy cùi không bấm được. Các em bấm cho thầy đáp án A bằng bao nhiêu. 17 đứa cùng comment đáp án là thầy biết là nó bằng bao nhiêu luôn. Câu này câu điện phân khá khó đấy. Mình đang ở câu số 11. Phần trước nào thầy đang đợi đáp án từ cả nhà. Bấm máy tính thầy xem nào. 11 đáp án gì? Từ từ 11 A bằng bao nhiêu đã? Xong mình còn tính nốt. Duy nhất bấm máy tính xem là duy nhất đây. Thầy đang chờ đợi đáp án từ các em đấy. A bằng bao nhiêu? Chả nhớ giờ ông già này phải đi bấm máy tính. 0,05. Bạn Hồng tính vào 0,05, các em có bấm nó vào 0,05. Hoàng Lê 0,05, ok, tốt. Vậy A bằng 0,05 nhé. Vậy suy ra này. Số mon đồng đây bằng 0,05 này. Thank you Hồng và thank you Hoàng Lê. Được chưa? Thế thì do đồng nhận 2E, vậy thì suy ra số mon E trao đổi bằng 2A nhân 0,05 thì bằng 0,1 đúng không? Thì bài hỏi chúng ta giá trị của T. Thế mình lưu ý cho thầy một điều nữa. Là số mon E trao đổi thì bằng IT trên F. Suy ra T tính theo dây thì bằng số men trao đổi là bằng 0,1 F bằng 96500 chia cho Y là 2,68. 0,1 nhân 96500 chia 2,68 bằng 3600 đúng không? Dĩ nhiên, nhưng mà thầy vẫn chữa đấy. 3600 mà 3600 mà chia cho 3600 thì bằng 1 giờ. Đây là dây thì tương ứng 1 giờ. Không khoai đâu, bình thường. 1 giờ với đáp án đúng là đáp án B. Đấy nha. Đứa nào mà thấy câu này khoai thì về nhà theo dõi lại nha. Đấy. Các em có thể chụp ảnh màn hình để đăng lên cho các bạn biết là các em học như nào. Đấy, học thì mình làm những câu như thế này cơ mà. Đây là thầy giảng chậm cho các em hiểu thôi, chứ còn nếu mà các em mà học quen rồi thì nó dễ nhá. Mình sang câu tiếp này. Đấy là mới những cái đề đầu. Cứ làm đi. Những cái đề đầu lúc nào nó cũng khoai hết, dần dần xuống dưới thì càng ngày nó càng dễ. Nhớ là tối thứ hai phải tham gia thi thử nhá. Chất nào sau đây không phản ứng với dịch NaOH? Lưu ý rằng là không phản ứng với dịch NaOH thì clo phản ứng với NaOH tạo thành nước da ven nhá. Nhôm phản ứng NaOH tạo thành NaLOH 4 lần nhá. Được chưa? Thế là CO2 phản ứng NaOH để tạo thành Na2CO3 và NaHCO3 nhá. Mỗi thằng CO không phản ứng thôi. Đáp án là gì? Câu 13. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta sẽ dùng dung dịch nào sau đây? Thì chắc chắn phải sử dụng lớp cặn thì là muối rồi, thì phải dùng giấm ăn có tính axit. Câu 14 này. Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? Thì em lưu ý nhé, cụm từ phản ứng NaOH hoàn toàn, do ở đây có từ dư này, thì kết tủa ALOH 3 lần tan trong NaOH dư nên nó chỉ thu được NaLOH 4 lần. Vậy là không có kết tủa. Được chưa? Sao thi thử đề thấy lúc nào cũng cao hơn đề trên lớp? À, đơn giản thôi, bởi vì là đề của thầy nó chuẩn với đề thi của bộ, còn đề trên lớp nó không chuẩn. Cho dịch AlCl3 dư, chúng ta lưu ý AlCl3 dư thì thu được ALOH 3 lần kết tủa. C2CO3 và lượng dư dùng dịch HCl, do đây là dư HCl nhé, thì không còn kết tủa nữa. Nó tạo thành CO2 cộng nước cộng với lại CaCl2, không kết tủa. Sục CO2 tới dư, do là CO2 dư
nên nó sẽ tạo thành xe HCO3 hai lần. Vậy đáp án đúng của mình thì chỉ có đáp án B, tạo nên kết tụ ALH 3 lần thôi. Được chưa? Nhớ chưa? Ghi lại vào đấy nhá. Câu 15 lại một câu cực kỳ hay luôn. Sẵn sàng làm câu 15 chưa? Thầy giảng cực kỳ kỹ nhá. Thầy giảng cực kỳ kỹ nhá. Nên là chú ý lên bảng này, chú ý này. Dung dịch X gồm AL2S4 3 lần nhá. Dung dịch X gồm AL2S4 3 lần. AL2SO4 3 lần. Số mol là 0,75 nhân với lại chỗ này là 0,1 này. Vào 0,1 và 100ml là 0,1. Vậy thì tìm được số mol bằng 0,75 nhân 0,1 thì bằng 0,075. Số mol của H2S4 thì bằng 0,75 nhân 0,1 bằng 0,075. Vậy là hỗn hợp này tương đương với việc đó là hỗn hợp của H cộng 0,075 nhân 2 thì bằng 0,15. Và nhôm 3 cộng 0,075 nhân 2 thì bằng 0,15. Tác dụng với OH trừ là KOH. V1 KOH 1M, vậy thằng này là V1 thì thu được 3,95 kết tụa ALOH 3 lần. 3,9 cho 7,8 thì bằng 0,05. Mặt khác thì cho V2 cũng là hỗn hợp này. Mặt khác khi cho V2 cũng là hỗn hợp này. V2 cũng là hỗn hợp này là H cộng 0,15 nhôm 3 cộng 0,15 OH trừ V2 để tạo thành kết tủa ALOH 3 lần bằng 0,05. Rất lạ, hai số mol OH trừ khác nhau mà lại cùng thu được một lượng kết tủa, đúng không? Thầy các em chú ý sơ đồ này. Đây là một dạng bài tập sơ đồ thôi nhưng mà người ta giấu thôi. OH trừ này, số mol kết tủa này. Mình hiểu là bản chất của phản ứng đầu tiên này, OH trừ để vào trung hòa H cộng, vậy OH trừ đớp H cộng trước. Vậy là ban đầu tiên là không có kết tủa này. Sau khi H cộng hết rồi thì OH trừ bắt đầu cất cánh, OH trừ tác dụng với nhôm 3 cộng để tạo thành kết tủa ALOH 3 lần. Kết tủa tăng dần đến cực đại, vậy tại điểm cực đại là tồn tại ALOH 3 lần. Tại điểm đầu mút này là khi OH trừ và ăn hết H cộng, vậy là tồn tại nhôm 3 cộng. Sau đó OH trừ ăn hết được nhôm 3 cộng để tạo thành ALOH 3 lần thì lúc này OH trừ dư lại tác dụng ALOH 3 lần tiếp để tạo thành kết tủa ALOH 4 lần trừ. Không còn kết tủa nữa. Vậy đầu này tồn tại ALOH 4 lần trừ. Vậy cái việc mà thằng này thì tương đương với việc là các em học ở trên lớp, các thầy cô các em cho ghi là ALO2 trừ. Được chưa? Thế thì trường hợp hai kết tủa xảy ra ở đây khi mà cùng với một số mol kết tủa đây thì gióng vào đây thì mình có hai cái giá trị, mình có hai cái giá trị của OH trừ, mình có hai cái giá trị của OH trừ. Được chưa? Thế thì mình có hai cái giá trị của OH trừ ấy. Đây V1 tương ứng V1, V2. Thế để giải được bài này thì mình phải hiểu là ở tại vị trí điểm này này thì tồn tại những thằng nào, thì tồn tại hai thằng ở hai đầu mút là ALOH 3 lần và nhôm 3 cộng. Thầy giảng kỹ lần này thôi nha, sau này vào là thầy cứ thế thầy làm thôi. Thế này ghi bảo toàn này, 0,15 nhôm này 0,15 trừ 0,05 thì chỗ này bằng 0,1. Đến đây thầy bảo toàn điện tích H cộng tích 1 điện tích dương 0,15 nhôm 3 cộng tích 3 điện tích dương 0,15 nhân 3 OH trừ tích 1 điện tích âm trừ V1 bằng thằng này không tích điện tích kết tủa mà chất trung hòa, thằng này tích 3 điện tích 0,1 nhân 3. Tính giúp thầy V1 bằng bao nhiêu? V1 bằng nhiêu nha. Tương tự như vậy thì ở cái trường hợp số 2 khi mà sửa dốc này sẽ tồn tại ALOH 3 lần và ALOH 4 lần trừ. OH 4 lần trừ. Thế thì bảo toàn thì có 0,15 trừ 0,05 thì bằng 0,1. Được chưa? Đến đây thì lại bảo toàn điện tích. Bấm vào thầy xem V1 bằng bao nhiêu nhá. 0,15 nhân 1 có 0,15 nhân 3. Trừ V2 thì bằng thằng này không tích điện tích 0,1 nhân trừ 1 trừ 0,1. Đến đây tìm được V2. Nào bấm giúp thầy nào. V1 bằng 0,3. Bạn Hồng bấm bắt được V1 bằng 0,3. V2 bằng bao nhiêu? V2 bằng bao nhiêu? Rồi ok, Bùi Khắc Nam, V2 bằng bao nhiêu nhỉ? V2 bằng bao nhiêu đây? Thầy nhậm chưa nào? 0,7. Ok, rất tốt.
Vậy đề bài hỏi chúng ta này. Tỷ lệ V2 chia V1. V2 chia V1. Vậy là bằng 0,7 chia 0,3. Là bằng 7 chia 3. 7 chia 3 là đáp án đúng mình là đáp án D. Ok chưa? Đáp án đúng mình là đáp án D nhá. Hiểu không nhỉ? Cả lớp hiểu bài không? Bài kinh không? Đây là giải để cho bọn em hiểu. Giải để cho bọn em hiểu thì phải giải như này nhá. Linh Nguyễn tốt. Không em ạ. Công thức tính nhanh rất dễ chết. Rất dễ chết luôn. Không nên dùng công thức tính nhanh trong các bài thi đại học. Không tin thì cứ làm hết quyển này đi rồi sẽ ngâm toàn. Thầy không cho công thức tính nhanh đây. Tiếp câu 15. Câu 16. Câu 16. Câu 16 cả lớp chú ý này. Câu này cực kỳ dễ. Thì phải làm nhiều mới hiểu thì mới nhớ được phối hợp ạ. Câu 16 em phải làm lại. Làm cái này xong rồi thầy chữa xong một lần, làm trước một lần nhé. Thầy chữa một lần xong phải làm lại một lần nữa thì mới được. 115,3 gam hỗn hợp gồm MgCO3 này, RCO3 này, khối lượng là 115,3 gam này, vào dung dịch H2S4 loãng này, thu được này 4,48 lít CO2 này, số mol CO2 bằng 0,2 này, chất rắn X và dung dịch Y này, Y là dung dịch này, chứa 12 gam muối này, chất rắn X này, chất rắn X này, nung X này, đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z này, cộng CO2 này, số mol CO2 bằng 11,2 nhân 2,4 là chia 2,4 bằng 0,5 này. MZ. Thế em lưu ý này, nhìn kỹ này, đừng mất tập trung nhé. Do X nung nóng thu được Z và CO2, do X nung nóng thu được CO2, điều này chứng tỏ trong X còn muối carbonat. Do trong X còn muối carbonat, vậy khi và chỉ khi hỗn hợp MgCO3 và RCO3 còn dư. Hỗn hợp MgCO3 và RCO3 còn dư thì mới có nung được muối carbonat thì mới ra được CO2. Do MgCO3 và RCO3 còn dư dẫn đến H2O4 hết. H2O4 hết thì các em nhớ tới cái phương trình này. CO32 trừ cộng với lại 2H cộng thì có phải tạo thành CO2 cộng H2O không? Vậy đây 1 tầng CO3 trừ gần 2H cộng. Rất vui là trong H2O4 này thì lại có tận 2H cộng. Vậy mình có số mol CO2 trừ chính bằng 2 lần số mol H cộng và bằng số mol CO2 bằng số mol nước. Vậy số mol CO2 là 0,2 thì số mol H2O4 ở đây cũng phải bằng 0,2. Và nên lưu ý rằng còn có nước, nhiều đứa quên nước. Và số mol nước chính bằng số mol CO2 bằng 0,2. Được chưa? Vậy đến đây thì bảo toàn khối lượng. Thì có 115,3 cộng với 0,2 nhân 98 thì bằng 0,2 nhân 44 cộng 12 cộng 0,2 nhân 18 cộng mx. Đến đây chúng ta tìm được mx. Được chưa? Sau đó thầy lại bảo toàn khối lượng tiếp. Thì có mx có phải chính bằng mz cộng 0,5 nhân 44 không? Và đến đây thầy tìm mz. Bấm máy tính thêm mx bằng bao nhiêu nha. Thầy bấm máy tính như này. 115,3 cộng 0,2 nhân 98 trừ đi 0,2 nhân 44 trừ 12 trừ 0,2 nhân 18 bằng mx bằng 110,5 trừ đi 0,5 nhân 44 bằng 88,5. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Rất dễ. Chung quy mình chỉ cần hiểu vẽ sơ đồ thôi là ok. Cả nhà hiểu bài không? Hiểu bài không nhỉ? Mình sang câu tiếp nhé. Câu số 18 này. Nhận định nào sau đây là sai? Gang và thép đều là hợp kim, cái này đúng. Chrome còn được dùng để mạ thép đúng. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong mọi trái đất sai. Thép hàm lượng sắt cao hơn gang, chính xác. Vậy sai là C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19. Lại một câu khá khó nữa. Học thầy toàn chính phủ những câu khó thôi. Thầy bảo đề này cứng lắm. Đứa nào không làm thì hơi bị tiếc. Giờ ngồi nghe xem như mèo ngủ gật thôi. Nào, tiếp nhé. Thầy tiếp được không nhỉ? Ở trong đề này thầy đã chọn bỏ ra 5 câu. Chiến thuật chúng ta đi học, đi thi cũng vậy.
Đi thi cũng vậy, đi thi là mình cũng sẽ có cái chiến thuật là bỏ qua 5 câu. 5 câu này thì không bỏ hẳn đâu. Bởi vì thầy tiết kiệm để giải các câu dễ cho các em. 5 câu này thì sáng mai thầy sẽ đăng cái giải chi tiết cho các em, hoặc là tối mai thầy sẽ đăng cái giải chi tiết cho cả nhà nhá. Câu 19. Câu 19. Cho m gam bột sắt. Ơ 17 á. 17. 17 thầy quên đấy. Chất anix màu đỏ thẫm tan trong nước đường dịch màu vàng. Một số chất như lưu huỳnh, photpho carbon, CH5W bốc cháy khi tiếp xúc với X, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là thằng CRO3. Được chưa? Mình sang câu 19 nhá. Mình sang câu 19 nhá. Cho m gam bột sắt. Bột sắt m gam vào dung dịch chứa 2 muối AgNO3. Số mol là 0,15 này nhân 0,2 thì bằng 0,03. Và CuNO3 2 lần. Số mol là 0,1 nhân 0,02 nhân 0,2 bằng 0,02. Sau một thời gian thu được hỗn hợp kim loại. Kim loại hỗn hợp bằng 3,84. Và dung dịch X. Lưu ý đây là một thời gian. Do nó cũng từ một thời gian nên mình không xác định điểm dừng. Cho 3,25 gam bột kẽm. Mình tìm số mol kẽm. 3,25 chia cho 65 bằng 0,05 mol kẽm. Và dung dịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp kim loại tiếp là bằng 3,895 gam. Và dung dịch Y xác định giá trị của M. Đây. Câu này khá khó bởi vì đây mình không xác định điểm dừng. Nhưng các em tinh ý này, các em tinh ý cùng thầy. Nếu mà thầy xét điểm đầu và điểm cuối thì dung dịch AgNO3 đây giữ nguyên gì? Thằng vào dung dịch AgNO3 là sắt và kẽm gì? Vậy đấy có này. Sắt, kẽm, sắt và kẽm 0,05 và hỗn hợp gồm AgNO3 0,03 CuNO3 2 lần 0,02. Thu được hỗn hợp kim loại. Kim loại thu được 2 phần với nhau thì thầy cộng cộp vào 3,84 cộng 3,895. 7,735. Cộng với dung dịch X. Được chưa? Hay là dung dịch Y cũng được, cộng với dung dịch. Dung dịch thử cạnh. Không quan tâm đến Y. Vậy các em lưu ý thầy một cái điều sao? Nhớ nốt lại nhé. Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Nhớ chưa? Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Vậy ở trong này thì có các kim loại bạc, đồng, sắt, kẽm. Vậy tính khử yếu nhất, thằng kim loại tính khử yếu nhất sẽ tạo thành đầu tiên, yếu nhất là bạc. Bạc có số mol là 0,03. Giả sử bạc tạo thành hết thì mình có là 0,03 nhân 108 bằng 3,4 nhỏ 7,735. Chứng tỏ vẫn còn thằng đồng sinh ra. Đồng là 0,02. Giả sử đồng tạo thành hết thì cộng với lại 0,02 nhân 64 bằng 4,52, vẫn nhỏ 7,735. Điều này chứng tỏ rằng là vẫn còn có sắt sinh ra. Thế còn cái thằng dung dịch ý, thì thành giả sử như là tạo thành ZN NO3 2 lần. Các lưu ý này, giả sử kẽm chui đây là 0,05 thì tổng số mol của gốc NO3 trừ bằng 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Thế mà số mol gốc NO3 bên này 0,03 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 chỉ bằng có 0,07 thôi. Điều này chứng tỏ rằng là kẽm ở đây chỉ một tí thôi. Còn trong này vẫn còn kẽm dư. Thầy chứng minh nhá. Bảo toàn gốc NO3 trừ 0,03 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,07 chia 2 thì bằng 0,035. Được chưa nào? Thế mà tổng số mol kẽm ở trước của mình bằng 0,05, đây mới có 0,035, chứng tỏ kẽm dư của mình thì bằng 0,05 trừ 0,035 bằng 0,015. Tổng khối lượng của bọn kim loại này thì bằng 7,735. Bạc biết, đồng biết, kẽm biết, vậy mình tìm được sắt. 7,735 trừ đi 0,03 nhân 108 trừ đi 0,02 nhân 64 trừ đi 0,015 nhân 65 bằng 2,24. Vậy khối lượng của sắt bằng 2,24. Vậy khối lượng của sắt bằng 2,24. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Các em hiểu bài chứ?
Bài này cũng kinh đúng không? Nếu mà không có tư duy điểm đầu điểm cuối coi như teo bài này. Rất rất nhiều bài hay trong cái tựa đề. Cực kỳ nhiều bài kinh khủng. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 20. Cho dạy các chất sau, số chất trong dạy tác dụng đối với dung dịch NaOH. Đồng không, nhôm có, KNO3 không, FeCl3 có. Vậy là hai chất. Thấy chưa? Quá hay. Mình sang câu tiếp nha. Câu 21. Những câu này đều là những câu dễ dàng thi trong đề thi của các em. Câu tiếp theo, câu số 21. Cho 46,8 gam hỗn hợp gồm CuO này, F34 này, tỷ lệ là 1:1, thằng này là 46,8. Vậy thì có này, 80A cộng 232A bằng 46,8. Vậy đây là gì nữa? 46,8 chia cho mạng một đơn 80 cộng 232 bằng 0,15. Vậy thằng này bằng 0,15. Thằng này bằng 0,15. Em lưu ý cho thầy Fe3O4 chính là hỗn hợp của FeO.1 Fe2O3. Được chưa? Thế vậy đây là 0,15 mol FeO và 0,15 mol Fe2O3 tan trong dịch H4 loãng đủ H2SO4 loãng đủ. Thì thầy thu được hỗn hợp gồm CuSO4 này, FeSO4 này và Fe2SO4 3 lần. Số mol 0,15 này, 0,15 FeO này, 0,15 Fe2O3 này thì bằng 0,15 Fe2O4 3 lần. Được chưa? Cho M gam vào A, M gam AG. Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thế thì học bài đi Minh Anh nhá. Dung dịch B này. Dung dịch B này, cho cao mắt dư vào B. Thì thu được kết tủa. Kết tủa này, kết tủa D nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì mình thu được chất rắn là 45 gam. Chất rắn. Đấy chưa? Thế thì dung dịch B, các em nhớ thầy một câu. Thứ tự cation kim loại tạo thành, thứ tự cation kim loại tạo thành trong dung dịch tính oxy hóa tăng rồi. Vậy thằng đầu tiên, thằng tạo thành phải tính oxy hóa yếu nhất. Đồng 2 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng, magie 2 cộng thì thằng magie 2 cộng là tính oxy hóa yếu nhất. Magie SO4. Bây giờ sử dụng một mình magie SO4 thì kết tủa là MgOH 2 lần. Nung thì mình thu được MgO. Mình test thử luôn, tìm được số mol MgO luôn. Bằng 45 chia cho 40. 1,125. Vậy MgS4 bằng 1,125. Suy ra số mol gốc S4 bằng 1,125. Mình nhìn gốc S4 này. 0,15 x 1 cộng 0,15 x 1 bằng 0,3 cộng 0,15 x 3 bằng 0,45. 0,45 cộng 0,3 bằng 0,75. Nhỏ hơn 0,125. Điều này chứng tỏ không phải chỉ có mỗi thằng MgS4. Đúng chưa? Mà chắc chắn còn có một thằng nữa. Tăng dần thì sẽ đến thằng FeSO4. Vậy đây sẽ có FeOH 2 lần. Và nếu nắng trong không khí thì thu được Fe2O3. Đọc thằng này là A thì thằng này là B. Được chưa? Thầy bảo toàn magie, A mon magie, 2B mon sắt. Vậy đây là 2B. Được chưa? Đến đây thì có hệ phương trình 40A cộng 160B thì bằng 45. Nhớ là muốn làm giỏi phải làm đề trước. Phương trình thứ hai thì bảo toàn gốc S4 A cộng 2B 0,15 x 1 0,15 x 1 0,15 x 3 bằng 0,75. Giờ đến đây bấm máy tính giải hệ. 40 bằng 160. Nhớ là tập bấm máy tính bằng tay trái như thầy.
45, 1 tầng 2 bằng 5 bằng 0,375 và 0,1875. A bằng 0,375. Để tìm luôn số mol magie bằng 0,375. Số mol magie bằng 0,375. Mình nhân với 24 bằng 9 này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án giá trị gần nhất, gần nhất của 9. 8,8. Đáp án đúng đáp án gì? Quá một hồi hộp nhỉ. Giải mấy câu này kinh điển lắm, dã man lắm, nó không như mấy cái câu của đội trẻ châu hay giải đâu. Mấy câu này mấy câu đề thi đại học mà em, để minh họa năm 2015 đấy. Mình có nhá, sang câu tiếp theo nhá. Câu số 22. Câu số 22. Hòa tan 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 NaCl, tỷ lệ số mol tương ứng là 1/2. Anh này là A, anh này là 2A. Và một lượng nước dư. Vậy đây thì có này. 56,71 127A cộng 23 cộng 35,5 nhân 2 bằng 117 thì bằng 12,2. Bây giờ tìm được A. 12,2 chia cho bằng đơn N cộng 127 bằng 0,05. Vậy A của thầy bằng 0,05. Suy ra 23 bằng 0,1. Được chưa? Vào nước dư thì dung dịch tác dụng với AgNO3 dư. M gam chất rắn, ta nhìn này, bạc cộng cộng với Cl trừ để tạo thành chắc chắn kết tụ AgCl. Bảo toàn gốc Cl 0,05 nhân 2 bằng 0,1 cộng 0,1 thì bằng 0,2. Nhiều đứa đến đây nhân ra mở kết tụa chọn ngay là chết. Bởi ra quên mất một điều. Ta còn phản ứng sắt dương 2 cộng với bạc cộng. Em lưu ý nhé. Sắt dương 2 cộng với bạc cộng để tạo thành sắt dương 3 cộng bạc. Do AgNO3 dư nên là tất cả thành bạc hết. Số mol sắt dương 2 bằng 0,05 thì số mol bạc bằng 0,05. Vậy đây mình còn bạc 0,05 nữa, cũng là cái tuổi. Vậy đây mình được 0,2 nhân mẫu đơn 108 cộng 35,5 cộng 0,05 nhân 108 bằng 34,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 23. Phân đạm amoni không nên bón cho đất chua. Amoni là phân N4 cộng có tính axit thì đúng là không nên bón cho đất chua thật, đất chua rất axit rồi. Độ dinh dưỡng phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng phốt pho sai, phần trăm khối lượng P2O5 cơ. Thành phần chính của tiếp sút PE phốt phát kép là CaH2PO4 tất cả hai lần sai, ngậm CaH4 sai, chỉ mỗi thằng này thôi. Người ta dùng phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh và chống rét cho hạn cho cây, đúng, dê đúng, một thằng đúng. Cho thực vật. Cho thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3, đúng, chính xác. Amophos là một phân bón phức hợp, đúng chính xác, nó gồm hỗn hợp gồm NH4 hai lần HPO4 và NH4 HPO4. 1 2 3 nhận định đúng. Mình có 3 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng đáp án B. Thầy chỗ cực kỳ kỹ đấy nha. Nên hết sức để ý. Câu 24 này. A tác dụng B có kết tụa xuất hiện này. Đây, SO4 cộng B2 cộng kết tụa được. Sắt cộng với hoắt trừ, sắt 2 cộng hoắt trừ kết tụa được. S4 cộng B2 cộng kết tụa được. Bọn này không có kết tụa loại gì. A B tác dụng với C để có kết tụa. BA2 cộng cũng S4 này trừ kết tụa được. Hoắt trừ cộng với bạc cộng để tạo kết tụa AgO không bền tạo thành Ag2O được. B2 cộng cộng CO3 trừ tạo kết tụa được. A tác dụng với C có khí. A là 2S4 3 lần cộng N2S4 không sinh khí. MCl2 cộng AgNO3 không sinh khí. Chỉ có gì? H cộng cộng CO3 trừ sinh khí CO2. Đáp án đúng đáp án C. Câu 25 này, nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5 dòng. Như thầy đã nói, để lại. Được chưa? Lúc khác giải. Mình giải câu dễ trước. Cứ câu tầm 3 dòng mình giải. Câu 26. 26 nhá. Thầy đánh dấu để lại này. Đánh dấu để lại câu 25.
Còn là gia đình làm sao? Và mình chữa sao? 26. Cho 200g dung dịch béo 1 lần. Mình tìm được số mol béo này lần. 0,2 nhân 0,6. 0,12. 100ml dung dịch NaHCO3. 0,1 nhân 2 bằng 0,2. 1 nhân 0,1 bằng 0,1. À, đề bào nhận định sai. Ui, may thế, cảm ơn Hồng. 1, 2, 3. Đâu, nhận định sai cũng có 3 mà. Phân đạm amoni này, độ dinh dưỡng phân đạm này. 3 nhận định đúng, 3 nhận định sai em nhá. Vẫn là 3, may thế. 3 cái sai. 3 cái sai phải không? Phân đạm amoni không nên bón cho là đất chua nhá. À đâu, phân đạm amoni không nên mà. Cái này đúng. Sorry cả nhà, không nên đúng. Độ dinh dưỡng phân đánh giá 1% của lượng phốt pho, cái này sai này. Thành phần chính sai, B sai, C sai. Hai cái sai đúng là thank you cả nhà. Cảm ơn các em. Hai cái sai. Sorry. Hai sai chính xác. Câu 25 nhá. Bỏ rồi. 26 nào. Ok, thank you cả nhà. Câu 26. Cho 200ml dung dịch BAH này lần vào 100ml dung dịch chứa thu được A cam kết tủa. Giá trị của A. Mình thấy này, BAH này lần cung cấp cho mình thằng BA2 cộng 0,12 OH trừ 0,24 NaHCO3 và BaCl2 cung cấp cho mình HCO3 trừ 0,2 và Ba2 cộng 0,1. Đầu tiên OH trừ cộng HCO3 trừ tạo thành CO3 trừ. 0,2 và 0,24 thì tính được thằng này 0,2. Được chưa? Tổng số mol Ba2 cộng của thầy bằng 0,12 cộng với lại 0,1 thì bằng 0,22. Đớp nhau với CO3 trừ để tạo thành BaCO3. 0,2 với 0,2 tính được 0,2. 0,2 nhân 197 thì bằng 39,4. Đáp án đúng, đáp án C. Rất nhiều bạn quên thằng BaCl2 đây này. Tính có mỗi là 0,12 nhân với 197 là chết. Câu 27. Trên thế giới rất nhiều người mắc bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá thì chứa chất nicotine. À. Câu 28. Ankin là những hydrocarbon không no, mạch hở, công thức chung là CnHNO2. Câu 29. Tinh dầu hồi tỷ khối hơi so với nitơ là 5,286 và mình tìm được phân tử khối bằng 5,286 nhân với 28. 5,286 nhân với 28 bằng 148. 148 nhé. Vậy thì đi tìm thằng này xem nào. Ya này, 148 xem nhé. 12 nhân 10 cộng 12 cộng 16 bằng 148 được. Thì B. 5 cộng 6 cộng 16 chắc chắn vứt loại. 12 nhân thằng này bằng 60 loại. Thằng này 12 nhân 6 cộng 12 cộng 16 bằng 154 loại nốt. Vậy đáp án đúng mình các bạn. À. Được chưa? Bấm máy tính thử ra ra. Câu 30. Tên thay thế của ancol công thức cấu tạo thu gọn này. 1 2 3 propan. À. Câu 31. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Thì có chó là tráng bạc. A. À. Câu 2, 1 2 3 4 dòng để lại nhá. Lúc khác lại sau. Câu 33, mặc dù câu này giải cũng được nhưng mà thôi thì để lúc khác lại. 33. Cho giải các dung dịch sau, số dung dịch phản ứng với phenol. Phenol là C6H5OH tính axit yếu nên phản ứng là NaOH. Không phản ứng là HCO3. Bởi vì nó yếu, yếu hơn cả CO2 nên không phản ứng là HCO3. HCl có NaNO3 0, brom có kết tụ màu trắng. 1 2 3 chất. B vào. 34. Một số axit như axit oxalic, axit tartaric đây vị chua quả sầu xanh trong quá trình làm món sống ngâm đường sử dụng lại để giảm vị chua. Giảm vị chua, vị chua là vị của axit, vậy phải sử dụng một thằng nào đó có tính bazơ. Muối ăn không, phèn chua không, muối ăn không. Nước vôi chẳng. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
nó là gì nhỉ? Huyết tinh ngọt, huyết tương ngọt hay còn được gọi là glucose. Câu 36. Số hiện theo công thức phân tử là C4H8O2 mà trong môi mà khi thị phân môi trường axit thì thu được axit formic, vậy nó phải là HCOO CCC hoặc là HCOO CC gạch C bên dưới 1 2 thằng thôi. Đáp án đúng đáp án B. Xong câu 36. Còn 14 câu nữa. Giảng án nào. Mình sang câu 37 nhá. 37 này. Thủy phân một triglyceride bằng dung dịch NaOH có nghĩa là chất béo ấy, thu được hợp muối của natri oleat. Natri oleat là C17H33COO. Phenol không tác dụng được với HCl đâu nha. Đó. Và stearat C17H35COONa. Tỷ lệ số mol tương ứng là 1:2. Vậy là thằng này có một gốc, thằng này có hai gốc. Được chưa? Có nghĩa là cái khung của glycerol có 3 chỗ để cắm. Gly có 3 chỗ để cắm thì thằng này chiếm 1 chỗ, thằng này chiếm 2 chỗ. Vậy thì đặt thằng này một gốc này tên là gốc số 1, gốc này tên là gốc số 2. Vậy thằng số 1 đây thì hai thằng số 2 nằm đây, 1 2 2. Thằng số 1, thằng số 2 nằm đây thì thằng số 1 và thằng số 2 nằm đây. Được chưa? Thế vậy là nếu mà thằng số 1 nằm dưới thì là 2, 2, 1 thì lại trùng với 1, 2, 2. Bởi vì bẻ 180 độ đi thì nó trùng nhau. Vậy đây chỉ có 2 triglyceride thỏa mãn thôi. Đáp án đúng đáp án này. Không bảo sát. 33 hả? Thì nhìn lại 33 nhé. Dãy các dung dịch, số dung dịch trong dãy phản ứng với phenol. À sorry. HCl không. Mắt thể lé. NaOH. Sorry cả nhà nhé. Mắt thể lé. À, câu 33 à. Thì HCl không tác dụng với, vì vậy thì đếm nhầm 1, 2 thằng thôi. Đáp án đúng đáp án à. Cảm ơn cả nhà. Hai chất. Ok. Sang tiếp nha. Câu 38. Câu 38 là một trong số những câu mà các em rất hay sai. Câu 38 là một trong số những câu rất hay sai. Thầy hay mắt lép. 38 nào. 39 chắc chắn 1, 2, 3, 4, 5 mình để lại rồi. Làm 38 đã. Lên men mở gam tinh bột thành ancol nitric với hiệu suất của cả quá trình. Tinh bột là C6H10O5 này. Hiệu suất quả quá trình là 75% là 0,75 này. Lượng khí sinh ra thu được 2 lần CO2 này. CO2 hấp thụ vào trong dịch CaOH 2 lần này. Không có từ dư nhé. Nhiều đứa bị nhầm. 50g kết tủa CaCO3 số mol là 0,5 này. Và dung dịch X. Dung dịch X. Dung dịch X cho tác dụng với NaOH mà thu được kết tủa. Điều này chứng tỏ chắc chắn trong dung dịch X của chúng ta tồn tại CaCO3 2 lần. Và kết tủa chúng ta chắc chắn kết tủa CaCO3. Để lượng kết tủa thu được lớn nhất max thì cần tối thiểu NaOH min là 100ml. Vậy số mol là 0,1. Bây giờ thầy mới tách cái bài này ra cho dễ nhìn. Bản chất trong này sẽ là HCO3 trừ. Thầy đặt cái này là amon nữa. Vậy là 2A. Cộng với lại OH trừ là 0,1. Để thu được CO3 2 trừ. Do đề bài cho NaOH min hay là OH trừ min. Bởi vì tính theo OH trừ, vậy CO3 trừ bằng 0,1. Được chưa? Có thể cho HCO3 trừ dư. Vậy thì CO3 2 trừ tạo thành. Nó dùng tiếp với canxi 2 cộng. Canxi cộng là A. CO3 2 trừ là 0,1. Để tạo nên kết tủa mắc là CaCO3 mắc. Kết tủa CaCO3 mắc khi và chỉ khi toàn bộ đằng C2 cộng bị kết tủa. Vậy nói cách khác là 0,1 bằng A. Vậy A đây bằng 0,1. Nhiều bạn không làm, nhiều bạn bị làm sai câu này. Kết tủa mắc khi và chỉ khi canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Canxi 2 cộng bị kết tủa hết khi và chỉ khi A bằng 0,1. Vậy thằng này 0,1. Đến đây thì đi bảo toàn carbon, 0,1 x 2 cộng 0,5 thì bằng 0,7.
với số mol CO2 bằng 0,7. 0,1 nhân 2 cộng 0,5 bằng 0,7. Số mol CO2 bằng 0,7 thì thằng này 0,7. Chúng ta sẽ chữa như lớp óp nhé. Lớp óp thầy cũng chỉ chữa đến 8,75 điểm thôi. 0,7 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Thuận thì nhân với 0,75. Nghịch thì chia 0,75. Vậy này hiểu được. 0,7 chia 2 chia 0,75 bằng được bao nhiêu nhân với 162 bằng 75,6 gam. Đáp án đúng đáp án D. Thầy vẫn nhớ là cái câu này năm 2015 rất nhiều người sai. Và câu này cũng giống giống với lại câu trong đề thi minh họa của năm 2018. Có rất nhiều thầy cô cũng chữa sai, học sinh cũng làm sai. Cái video đấy bây giờ trên channel thầy vẫn là 20.000 lượt xem, 30.000 lượt xem rồi. Thì có nhiều đứa nó nhảy vào bảo thầy ơi thầy giải câu này sai rồi. Nhưng thầy cứ giải như vậy thì một hồi sau các bạn ấy biết là các bạn ấy bị làm sai và các thầy cô bạn ấy chữa sai các bạn ấy. Nên là có rất rất nhiều các bạn vẫn vậy đang bị học lệch. Nhiều bạn chữa đang bằng 64,8, nhiều thầy cô chữa 64,8. Thế là rất nguy hiểm cho các em. 39 thì phải bảo để lại nhé. Mấy câu này thì mình để lại thôi, ngồi phòng thi thì cũng không yêu cầu các em làm được. Làm đấy 9 à gì nhiều. 9327. Đấy lý do mà tại sao thầy không chữa những câu này. Chữa câu này vừa phí thời gian của em mà các em chẳng hiểu, chẳng nhớ lại trong đầu. Nên thầy không thèm chữa. Còn nếu mà thầy có giải chi tiết rồi thì sẽ đăng lên cho các em. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC nó sẽ là polyvinyl clorua. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng là CH2 nối đôi CHCl. Câu 41, chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 thì có nhóm chức NH, NH2 bậc 1, NH2 bậc 1. Thằng này bậc 3, như thế này bậc 2. Câu 42, khi nói về protein, khi nói protein phát biểu nào sau đây là sai? Thì protein có phản ứng màu bio đây. Chính xác. Tất cả protein đều tan nước chẳng hạn như keo, kem nhớ tóc của chúng ta. Tóc chúng ta là protein mà tan trong nước và tạo dung dịch keo thì gội đầu xong phát là thành keo hết à. Vậy là phát biểu sai là B. Protein là những polypeptide cao phân tử khối được vài chục nghìn đến vài chục triệu, đúng rồi. Thành phần phân tử protein luôn nguyên tố nitơ đúng. Đây câu peptide này. 1 2 3 4 dòng. Đánh dấu lại. Thấy chưa? Thầy chữa câu 44 cho cả nhà. Nha. Chữa tiếp câu 44 cho cả nhà. Thế là nhìn tiếp mình nhìn thấy câu 47. 1 2 3 4 5 dòng. Đánh dấu tiếp. Để lại đúng chưa? Thế vậy thầy chữa nốt câu 44 này, 45 này, 46 này, 48. Ô nhưng 48 bị treo hết rồi. 50 nhá. 44 45 46 48 50 cho các em. Nào thầy chữa câu 44 này. Amino acid X của công thức phân tử là H2N 2 lần C3H5, đúng rồi. COH 0,02 monic, tác dụng 200ml dung dịch hỗn hợp gồm, có nghe thầy con luôn là hỗn hợp luôn. H2SO4 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. HCl 0,3 nhân 0,2 bằng 0,06. Thấy chưa? Cộng với Y, đây là hỗn hợp Y này. Thế cứ dừng lại chữ cho nó phản ứng với nhau. Thế cứ để yên đây là Y. Tác dụng vừa đủ 400ml. Hỗn hợp gồm NaOH 0,1 x 0,4 bằng 0,04. KaOH 0,2 x 0,4 thì bằng 0,08. Thu được dung dịch chữ M gam muối. Muối cộng nước. Vậy đây thế này bày bảo toàn khối lượng thì để có MI cộng với lại MKNaOH cộng M cao á, có phải chính bằng M muối cộng M nước không? Thế thì tìm được MI nhé. 0,02 nhân vào một đơn này, 2 cộng 14 là 16, 16 nhân 2 cộng với 12 nhân 3 cộng 5 cộng 45 cộng 0,02 nhân 98 cộng 0,06 nhân 36,5 bằng 6,51. MNaOH 0,04 x 40, KaOH 0,08 x 56 bằng 6,08 thì bằng M muối cộng 18 x N nước. Vậy mục tiêu chúng ta đi tìm N nước là sao? Chú ý NH2 cộng với lại bọn này thì 0,000 cộng. Vậy chỉ có COH này, H cộng này lớp nhau OH trừ. Vậy mình có tổng số mol của COH và H cộng thì có 0,02 nhân với 1 cộng 0,02 nhân 2
cộng với lại 0,06 bằng 0,12. Cộng với số mol mắt trừ 0,04 và 0,08 bằng 0,12. Hai này bằng nhau vậy tạo thành nước bằng 0,12. Vậy số mol nước bằng 0,12. Vậy đây thì tìm được mol muối luôn. 6,51 cộng 6,08 trừ đi 0,12 nhân 18 bằng 10,43. 10,43 này. Vậy đáp án đúng đúng rồi. Đáp án này. Dễ ợt. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 45. Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C6H10O5 tác dụng với NaHCO3 hoặc Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. Tác dụng với NaHCO3, số mol khí sinh ra bằng số mol A, vậy chứng tỏ có một nhóm COH. Tác dụng natri thì cũng bằng số mol A, vậy điều này sẽ có một nhóm OH. Được chưa? A và các sản phẩm tương ứng theo giá trị sau. A là mũi tên hai chiều, đây là mũi tên hai chiều này. A ăn 2 NaOH. A ăn 2 NaOH, vậy điều này chứng tỏ trong A còn một nhóm COO nữa. Được chưa? Thế vậy thằng A của thầy nó sẽ có dạng như sau này. Đầu này đầu xem nào. Bởi vì đây thằng A này cộng 2 NaOH để tạo thành 2 thằng D. Thế nên là chắc chắn 100% thằng A của thầy nó phải có cái dạng là C6 thì phải tách thành hai thằng, phải là một thằng đầu là C3. Một đầu là COO này. H này. CH2 này. CH2 này. O này. OC này. Thầy ghép lại thì ghép ở dưới này nhá. Nào đây. A của thầy nó phải là COOH này. CH2 này. CH2 này. OOC này. CH2 này. CH2 này. HO. Đúng chưa? Vậy có phải là khi mà A mà cộng với 2 lần NaOH, đây ăn 2 NaOH thì cộng NaOH này. Thì phải của thầy là tạo thành HO CH2 CH2 COONa. Thằng này vậy HO CH2 CH2 COONa. Đúng nhá, vậy là 2D nhá. B ăn 2 NaOH cũng ra 2D. Ok. Được chưa? D đây. Cộng HCl. Axit mạnh để axit yếu. HOCH2 CH2 COOH cộng NaCl tên gọi của E. Xem nào. 1 2 3 axit 3 axit nhìn thấy không nhỉ? Axit 3 hydroxin propanoic. Các bạn đúng đáp án C. Đây nhá. Mấu chốt bài tập đây này. Suy luận ở đây này xong. Thì mấu chốt ở đây. Câu 46 cho dãy công dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím. Dung dịch không làm đổi màu quý tím là. Thế thì không làm đổi màu quý tím này, thằng này đổi màu này. Đỏ. Thằng này đổi màu xanh. Thằng đổi màu xanh, thằng này không làm đổi màu. C. 47 để lại nhá. 48. 48 thì dịch đề này, cho dãy các chất này. Mất đề mất rồi các em ạ. Thôi câu này chắc là để lại sau. 48-49 bị mất đề. 48-49 bị mất đề mất rồi. Vậy mình còn một câu duy nhất thôi. Câu 50 nhá. Sách thầy nó vẫn bị lỗi. Hình như chỉ bị lỗi mỗi phát này thôi. Nốt câu 50 nhá. Rồi cả nhà đi ngủ. Rồi là mai thầy sẽ đăng giải full chi tiết cho các em. M các hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong đây hồn đảo. CnH2n cộng 2O tác dụng với COO dư thu được CU này, hỗn hợp khí và hơi là nước và anhít là CnH2n. Ô, lưu ý này, nước và anhít thì số mol sinh ra bằng nhau, được chưa? Nước và số mol anhít sinh ra số mol bằng nhau, bởi vì là thằng này cộng với CO này tạo thành CU cộng nước cộng anhít nên số mol hai thằng này bằng nhau. Số mol hai thằng này bằng nhau nên là suy ra phân tử khối này là chính phân tử của trung bình. Bởi vì thế này nhá, thì đặt thằng này là 1 thì thằng này là 1. Vậy 13,75 này
là phân tử khối trung bình thì cũng hơi so hydro bằng 13,5, vậy phân tử khối trung bình của nó bằng 13,75 nhân 2 27,5. Thế thì có 27,5 thì chính bằng 18 nhân 1 cộng với lại 14N cộng 14N cộng 16 cũng nhân 1, nhưng thôi không nhân 1 đấy. Chia cho 1 cộng 1 là 2. Vậy đây thì tìm được trung bình bằng 27,5 nhân 2 này trừ đi 16 này chia 32 này, 1,218. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ rằng là một thằng lớn hơn một thằng nhỏ hơn 2 mà là đơn chức kế tiếp, nên suy ra hai thằng ăn côn này bắt buộc một thằng là CH3OH, một thằng là C2H5OH sinh ra hỗn hợp gồm có nước HCSO và CH3CSO. Đặt thằng này là X thì thằng này là Y. Vậy số còn thằng này là X cộng Y. Cho tác dụng AgNO3 trong NH3. Thu được số mol bạc bằng 0,6 mol. Vậy thì có hệ phương trình đầu tiên. Một thằng HCSO của mình sinh ra 4 bạc. Một thằng CH3CSO sinh ra 2 bạc. Phương trình thứ hai nhé, là phương trình phân thử khối trung bình này. Vậy là thấy được này, phân thử khối trung bình bằng 27,5. Vậy thì có anh này là 18 x cộng y cộng 30 x cộng 44 y chia cho x cộng y cộng x cộng y 2 lần x y thì bằng 27,5. Vậy suy ra ta được, thì rút gọn thằng này tí, chia cho 2 thì 9 x cộng 9 y cộng 15 x cộng 22 y thì bằng 27,5 x cộng 27,5 y. Ui, bấm máy tính giải hệ ở thầy cái này với. Xem y bằng bao nhiêu cả nhà ơi. 1, 2 này, 4 bằng 2 bằng này, 0,6 bằng này, 9 cộng 15 trừ 27,5 bằng 9 cộng 22 trừ 27,5 bằng 0 bằng. Ô sao ra âm? Các em ơi, bấm máy tính gọi thầy với. Bấm bị âm này. 64,8 64,8 chia 108 xem bấm nhầm, 0,6 đúng rồi. 4x thằng này ra 4x cộng 2y và 0,6 đúng rồi. 18x cộng y đúng, cộng với thằng này là 30x cộng 44y chia tổng số mol 2x cộng y đúng rồi. 18 chia 2 bằng 9x cộng 9y cộng 15x cộng 22y thì bằng, thằng này chia cho 2 thì bằng 27,5x cộng 27,5y. Chắc thầy bấm nhầm máy tính. 4 bằng 2 bằng 0, các em bấm vào thầy nhé, 0,6 bằng hệ thứ 2 là 9 cộng 15 trừ 27,5 bằng 9 cộng 22 trừ 27,5 bằng 0 bằng 0,1. Ui dồi ôi, 0,1, ok. Vậy suy anh này bằng 0,1, anh này bằng 0,1. Đấy, chúng ta tìm được mà 0,1 nhân với 32 cộng 0,1 nhân 46 bằng 7,8 nha. Ta bàn đúng, ta bàn đề. Wow. Vậy chúng ta còn lại 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu, 5 câu, 6 câu, để lại 6 câu, 8,5 điểm đề này. À, những cái câu còn lại thì một phần là do bị mất đề, một phần là do khó quá, để mai thì sẽ đăng cho chúng ta đáp án giải phương chi tiết nhá. Giờ cũng khá là muộn rồi, thầy chưa làm gì. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Nhớ tối thứ 2 chúng ta sẽ có buổi thi thử nha. 20:30 trong nhỏ. Bye bye, chào tạm biệt các em. Chúc ngủ ngon.